nếu được hẹn hò với ui ok sẽ có một người ra đùa, đó chính là ai đây? Làm việc nè, quay video phụ mình nè, làm tất cả mọi thứ cho mình nè. Tuyệt vời. Và tới lượt Phong, Phong sẽ hẹn hò với ai trong ngày Valentine? Ruby! What? Nếu mà Phong hẹn hò Ruby, Phong sẽ dẫn Ruby đi kéo chân. Đi chơi những trò chơi liên quan đến chiều cao. Sau đó là dẫn Ruby đi ăn nè, rồi dẫn Ruby đi đua xe nè, dẫn Ruby đi đua xe không đợi gì bảo hả? Nói chung là dẫn Ruby đi báo á, đi báo cả team hero luôn. Đúng rồi, mình chưa hẹn hò lắm. Gọi ta, gọi ta. Rồi nếu mà mình hẹn hò với một người nào bất kỳ trong hero team là cái đó. Chắc chắn là đầu tiên là mình với Kairo là mình sẽ rủ Kairo đi giảm cân. Cái thứ hai là mình sẽ rủ cây con, sau khi giảm cân thành công mình sẽ rủ cây con đi ăn. Và cái thứ ba là alo cho em hỏi chỗ mua con băng sữa nổi với. Alo. Vào ngày Valentine mình sẽ hẹn hò với, để xem là ai đây. Phong Cận. Ủa, mình tưởng là nữ chứ. Ê, nhưng mà bây giờ ví dụ như nếu mà bây giờ mình với bạn hẹn hò vào ngày Valentine chúng ta sẽ làm gì giờ? Đi báo. Rồi, để coi tôi hẹn hò với ai đây? Hẹn hò với ai vậy Tim? Tim hẹn hò với... Ủa, Zero! Trời ơi, Kai ơi! Mình đau lòng quá! Kai ơi! Ok, nếu mình hẹn hò với Zero, mình sẽ dẫn Zero đi chơi công viên. Yeah. Trời ơi, Kai ơi! Nhận lên ba đâu quá vậy? Sợ quá, sợ không chú gì mới sao quá à. Chị ép rồi, chị ép rồi, chị ép rồi. Simi. Nãy Sim bốc trúng Siro, bây giờ Siro bốc trúng Sim. Ôi, hẹn hò với Sim mình sẽ đi ăn hot dog nè, đi ăn pizza nè, đi ăn gà rán nè. Đó đi ăn mon, đi ăn kichi, BBQ, ăn hay lao, đó. Cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Vào ngày Valentine mình sẽ hẹn hò với ai? Ngon lắm. Ok, mình có hai cái, mua chọn nào. Anh ngon, bóc chúc Sammy đi. Mua chọn anh ngon, bóc chúc Sammy đi. Anh lượt của tôi, bạn lượt của tôi. Cái này mua chọn cho mọi người. Mora. Đầu tiên là anh sẽ đưa Mora đi ăn Honey Lao. Thứ hai là anh sẽ gọi là đưa Mora đi xem một bộ phim hay nhất ở trên rạp. Và cuối cùng là anh sẽ đưa Mora đi vào một cửa hàng lưu niệm để mua một món quà nhỏ nhỏ mà Mora thích. Rồi ok, để mình coi mình sẽ hẹn hò với ai với bạn. Để xem qua. Ok, đây. Cầu mong sẽ ra một người mà tôi thích. Coi. Simi, yeah! Gì vậy? Nếu mà mình được hẹn hò với Simi thì mình chắc sẽ dẫn Simi đi chơi. Yeah. Để dẫn Simi tới những chỗ siêu đáng yêu cute luôn. Đó, tụi mình sẽ hẹn hò coi như là gì ta? Xem phim, gọi là uống là trà sữa và đi mua gấu bông. Đó, nếu mà mình đi hẹn hò với Simi. Rồi, để xem mà ngày Valentine mình hẹn hò với ai nào? Chị cá mui! Chào em trai! Chị cá mui à? Chị cá mui chắc là dẫn chị đi nét nhá. Đi nét. Cái này đi ra quán nét xong rồi làm tô mì cho tinh, hợp lý không? Chị yêu cầu là quán nét nào mà nó kiểu xịn nhất Hồ Chí Minh. Được, mua vào cyber luôn, máy xịn luôn, thoải mái. Ghế xịn luôn, phòng điều hòa, được, cái này hợp lý.